Vâng, xin chào toàn thể anh em nha. Chào mừng em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Cái video này thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh em một con máy đánh bài mẫu rất là mới. Mẫu mới nhất năm 2022 này luôn nha anh em. Cái mẫu rất là ok luôn. Đây. Trên tay đang cầm đây là con máy đánh này. Đây là con máy đánh bài Heiwei P40. Đó, về ngoại hình nó thì không có điểm gì là chê hết đó, không? Cũng sạc là vẫn là đi sạc Samsung Duce đó. À, bề ngoại hình thì không có gì là bất thường ở đây hết. Thiết kế rất là đẹp luôn, rất là trẻ trung và thời trang nha. Cái phụ kiện kèm theo con máy này là có một cái tai nghe kỹ thuật số nha. Đây, những cái tai nghe mà đã kết nối thì mới nghe được thôi, còn những cái tai nghe mà không kết nối thì không nghe được đâu. Cái tai nghe này rất là nhỏ. Thiết kế là tai nghe kỹ thuật số nhưng mà lại có 0.8 thôi, nên nó rất là nhỏ gọn, anh em nhét vào trong tay rất là thoải mái nha. Nó không có như cái tai nghe của dòng máy đánh bài hồi xưa như CVK này kia đó thì nó to. Còn cái này á là nó rất là nhỏ, có 0.8 mm, nó rất là nhỏ như cái hạt đậu thôi. Nên nó là mình nhét vào trong tay á thì rất là thoải mái. Và âm thanh á thì nó rất là to rõ. Tại vì là nó sử dụng những quả pin đôi như thế này nè. Pin đôi anh em là pin 3.2V á. Này pin 3.2V. Nên nó là cái thời lượng pin và cái khoảng cách kết nối của nó thì không phải lăn tăn rồi. Rất ok luôn. Đó. Cái giao diện bên trong này, cái gì là không có gì là bất thường hết, thấy không? Vào bên trong mà ai mà biết đây là máy đánh bài đâu. Về ngoại hình á thì không có gì là cái lỗ liếc camera ở đây hết, thấy không? Nói là máy đánh bài vậy thôi chứ cái con này nó không có khác cái gì điện thoại bình thường đâu. Anh em có thể gắn sim vào để thực hiện những cuộc gọi ngụy trang hay là lên mạng xem phim nghe nhạc y chang một chiếc điện thoại bình thường vậy đó anh em. À, để về phần máy đánh bài á là bắt buộc anh em phải thả được phải nhớ được cái mật khẩu chứ quên. Phải nhớ được cái mật khẩu này thì khi nào anh em mua tôi sẽ cung cấp và đổi lại theo yêu cầu của anh em, là chỉ có một mình anh em vào được thôi, người khác có cầm lên cũng không có gì bất thường hết đó. Mình vô bên trong thôi nè. Đó, giao diện nó bằng tiếng Việt hết nên cực kỳ là dễ dùng luôn đó, ok không? Hỗ trợ cho anh em chơi tất cả những bài Việt Nam luôn anh em, liêng cào binh xăm lóc ngầu hầm poker gì đó đều hỗ trợ cho anh em chơi hết nha. Hơn nữa cái dòng máy này á là nó được nâng cấp hơn ở cái phần cứng và cái bộ nhớ đó anh em, là cái khoảng cách kết nối của camera này kia gì đó thì ok rồi. Còn cái dung lượng của cái bộ nhớ này là nó rất là rộng rãi thoải mái, nên nó là mình có thể cài được 5 trò chơi. Không có giống như dòng máy đánh bài CVK hồi trước thì chơi ok nhưng mà cài được có 3 trò. Còn con này á, là hỗ trợ cho anh em chơi tất cả những dòng bài Việt Nam luôn, hỗ trợ cài cho chạy xuyên suốt được 5 trò chơi, là chơi rất là thoải mái luôn. Đó, anh em thích bài nào thì mình chơi bài đó thôi, hỗ trợ cả mấy trăm loại bài thế này mà, đúng không? Đó, thấy không? Theo hồi mình lựa chọn mình để cài vào trong máy nha. Đó, rất là nhiều, mình chơi bài trò nào thì mình cài trò đó. Giờ tôi sẽ thử với anh em quay sơ qua con máy này coi khả năng hỗ trợ chứ nào, nói nhiều mất thời gian của anh em đúng không? Đây, máy này trang bị cho anh em camera quét góc rộng nên nó là mình chơi rất là dễ dàng luôn. Để chơi được máy đánh bài là bắt buộc anh em phải thả được bộ bài của mình vào sân chơi thì mới chơi được nha. Thả được bộ bài của mình vào, bài này thì giống y chang bài chợ thôi, không có khác gì hết á. Đó. Đó, mình chỉ cần để xuống này nó báo này. Đó, này để xuống nó báo này. Đó không? Này để xuống nó báo này. Ok không? À. Đó, nè. Các bạn đã báo đi nè. Đó, để xuống các bạn đây nè. Đó, để xuống các bạn đây. Đó, báo rất là nhanh. Anh em cầm bài tay nó báo luôn với dòng máy này. Đó không? Đó, thấy không? Rất là nhanh luôn anh em. Nhưng mà báo là một chuyện, độ chuẩn xác hay không á là anh em phải chia thử mới biết nha. Tôi sẽ chia thử nè. Có một lợi thế rất là rõ ràng như thế này, là anh em chơi máy đánh bài á là luôn luôn dành lợi thế là thế này, là trước khi chia mình đã biết tụi nó lớn tụi nó nhỏ rồi. Ví dụ như ván này á là tôi biết tụi thứ ba sẽ lớn nhất này, tụi nó sẽ lớn nhất nè. Máy được lập trình sẵn rồi nên cái chuyện sai sót ở đây là hầu như không có đâu, tụi nó sẽ lớn nhất nè. À, máy lúc này có 7 nút thôi mà lớn nhất nha anh em. Tôi giữ các tụi khác anh em xem nè. Thấy không? Ok không? Mình cứ làm theo đúng sự chỉ dẫn của máy là mình sẽ giành lợi thế hơn cho sân chơi của mình thôi. Cái thao tác chỉnh á thì không phải lo đâu. Khi nào anh em mua máy thì cứ liên hệ theo số điện thoại thì tôi sẽ hướng dẫn 1 phút 30 giây là anh em biết rồi. Đó, anh em có thể qua trực tiếp cơ sở gần chỗ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh nha. Cơ sở bến xe miền Tây anh em, xe cảng Sài Gòn đó. Thì vào thử thoải mái và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em sử dụng và lựa chọn một con máy nó phù hợp với chỗ anh em chơi. Tại vì là anh em biết xem không, mỗi loại máy là có một cái chức năng khác nhau và cái khả năng hỗ trợ nó sẽ khác,
nên nó là mình phải mua máy thì mình phải tốt nhất là lên trực tiếp cái cơ sở đi để mình trải nghiệm và mình test thử những cái máy đó phù hợp chỗ mình chơi. Tốc độ và cái phạm vi đọc bài là hai cái yếu tố quan trọng nhất khi mà anh em sở hữu máy đánh bài nha. Còn về cái cách sử dụng á, thì anh em không phải lo đâu, không phải lăn tăn. Tôi hướng dẫn 1 phút 30 giây là anh em biết à, giao diện nó bằng tiếng Việt hết này, nên cực kỳ là dễ dùng luôn. Đúng không? Rất là dễ dùng. Đó, giờ tôi vào 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 loại bài tiếp theo cho anh em xem thử này. Đây cái bài bên Ấn Độ cho anh em xem nha. Bên Ấn Độ. À, cũng giống như bài cào thôi, không có khác gì hết á. Mình cứ làm theo đúng máy thôi, là mình chỉnh bài nào thì chia là bài đó. Và chơi bao nhiêu người và chia bao nhiêu tụ là hai cái quy luật cơ bản mà khi anh em chơi máy đánh bài là tôi luôn luôn nhắc cho anh em là nhớ nha. Nên để xuống này, các bài này. Đó. Để xuống báo liền, đó. Các bài này. Đó, tụ thứ 4 sẽ lớn nhất này anh em. Anh em chơi bài binh sập sám hay là bài ngầu hầm gì cũng vậy thôi. Thì mà anh em chơi đúng số tụ cho tôi là mình chắc chắn mình sẽ giành lợi thế hơn. Đó, tụ thứ 4 sẽ lớn nhất này. Máy này trang bị cho anh em nhiều cái chế độ chơi lắm để anh em áp dụng như từng sầm sới chỗ anh em chơi ha. Từng sầm sới nha. Đây là chế độ, đây là báo một tụ lớn, còn những cái chế độ khác cũng có, ví dụ như báo hai tụ lớn, báo ba tụ lớn, báo bốn tụ lớn, báo năm tụ lớn là đều có hết. Nên nó là mình cần cái gì thì có thể liên hệ thì tôi sẽ tư vấn cho anh em nha. Đó, tư vấn kỹ cho anh em ha. Còn những cái chế độ này thì anh em không phải lo rồi nha. Rất ok và chuẩn xác luôn. Trên máy đó, đây coi coi. 88 nói chung là bộ quân bài binh á thì nó phụ thuộc còn nhiều đường binh nữa. Còn máy á thì nó tính và báo được tụ lớn nhất nha. Tụ đây lớn nhất nè. Còn do mình cưa hay là thủ gì đó thì nó sẽ khác rồi, đúng không? Đó, là cái thủ là dành qua chính máy đâu. Ừ. Máy đây đó, ok không? Còn về cái cách chơi á thì mình đang chơi 4 tụ nè, còn mình muốn tăng giảm tụ thì mình có thể dùng cái phím tăng giảm âm lượng này nha anh em ha. Tăng giảm âm lượng đây, tăng giảm âm lượng này đây, tại vì nãy đây chế độ chơi thử thôi, còn khi nào mà mình mua cho chạy xuyên suốt á, thì nó không bị ao ra đâu, anh em không phải lo nha. Đây, ví dụ chơi 4 người này tăng lên 5 người này nè, đó 6 người này, tại vì là anh em muốn chơi đúng được thì chơi máy mà đúng không, thì mình phải chia đúng số người thì máy nó báo đúng được, chứ anh em chỉnh 4 người mà chia 5 tụ máy báo sai liền nha. Nên đó là anh em lưu ý chơi máy thì theo đúng sự chỉ dẫn của máy, còn cái độ chuẩn xác của máy thì anh em không phải lo rồi, tại được máy được lập trình sẵn rồi, nó sẽ đọc cái bài này. Bài này á, thì không có tang tích gì hết nha anh em chơi xong có xé ra chúng có không có dây điện dây nhựa gì đây hết đâu, nên tao mà lựa chọn mà để chơi luôn anh em để xuống này các bạn đây này nè. À, đó, đây là chế độ một tụ lớn là báo một tụ, còn anh em muốn chỉnh báo hai tụ lớn vẫn được, báo ba tụ lớn vẫn được, báo bốn tụ lớn vẫn được, nói chung là tùy theo cái chế độ và tùy theo cách chơi của anh em mà anh em áp dụng vô mình chơi thôi ha. Đây là chia cho anh em thêm một ván nữa này, đó là với một tụ lớn này đúng không, tụ nó sẽ lớn nhất này. Anh em chơi bài bằng máy đánh bài này á thì trước khi chia mình đã biết tụ nào lớn tụ nào nhỏ rồi, nên là mình sẽ rất là dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Đây là chia bình thường, không có chia chiên chia hạ gì đây hết nha, không có chia rút đít rút đầu gì đây hết. Đó, mình chơi máy thì cứ làm theo đúng sự chỉ dẫn của máy đó mình làm tiền thôi, không phải lăn tăn gì vấn đề đó nha. Nè, tụ sẽ lớn nhất nè, máy này 99 này, thấy không, rất ok nha anh em, quá ok luôn á. Tôi dở hết tụ khác cho anh em xem nè, đây bên sau giờ à, đây 7776 này. Chín 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 sáu này, không được chuẩn xác thì em không phải lo rồi. Đây có ba cào chạy thôi chứ làm gì được đúng không, ba cào tám chín tám à, 91 chưa nhầm. Ừ, 98 luôn, hiểu không? Đó rất là chuẩn xác nha, 99 này, không? Rồi anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu của máy đánh bài giá tầm trung này thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình nha. 079 791 43, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Đó, cái dòng máy này á là dòng máy đánh bài tầm trung, tốc độ và cái độ quét camera của nó thì cũng rất là tốt nha.
Đây là đối với những cái sầm sới mà anh em có thể để điện thoại ở ngoài được làm chơi như vậy. Còn những anh em nào mà không có để điện thoại ở ngoài được thì có thể mua kèm theo những cái phụ kiện soi ngụy trang. Anh em không cần để điện thoại bên ngoài, anh em chỉ cần thả cái bộ bài của mình vào sân chơi là mình vẫn chơi được, bằng cách là mình để những cái phụ kiện này, ví dụ như là cái ví nè, ví da nè anh em, ví đựng tiền đó, hoặc là cái cục sạc dự phòng nè, cục sạc dự phòng hoặc là móc khóa, móc chìa khóa ô tô nè anh em, hoặc là cái đồng hồ đó, các kiểu. Nói chung là về những cái ngụy trang camera soi ngụy trang là bên cơ thể tôi đều có hết, nên đó là anh em có nhu cầu hay thắc mắc gì thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi số điện thoại trên màn hình đó, 079 791 93, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Rồi ngoài cái bộ môn bài lá máy đánh bài này thì bên cơ thể tôi phân phối đầy đủ hết các dụng cụ nha, từ bầu cua này, tài xỉu, sóc đĩa, những cái loại phụ kiện máy đánh bài, tai nghe này, là bên tai nghe đầy đủ hết nha, những loại bên tai nghe như thế này. À, tại vì là anh em muốn dùng được đó thì phải dùng tai nghe đúng không? Anh em hết cái tai nghe hết pin đó thì có thể liên hệ thì tôi sẽ cung cấp pin cho anh em. Nên nó là anh em không phải lo đâu. Ngoài ra thì từ giờ tới cuối năm á thì anh em mua một máy bất kỳ này, máy đánh bài bất kỳ thì tôi sẽ tặng kèm đầy đủ cho anh em một bộ để anh em xài luôn. Tai nghe này, bài này. Bài thì anh em có thể lựa chọn bài xanh, bài đỏ, caro hay tiền đô nha. Chỗ anh em chơi bài nào thì tôi sẽ cung cấp là bài đó à. Nên nó là không phải lo tăng tăng vấn đề bài đâu. Chỉ quan tâm là thả bài của mình vào trong chơi được, làm chơi ok à. Ha. Bài thì tặng kèm cho anh em từ 10 cho tới 50 bộ bài tùy theo cái chương trình khuyến mãi và tùy theo cái loại máy mà anh em sở hữu nha. Nên đó là anh em có nhu cầu và thắc mắc gì thì hãy nhanh tay liên hệ thì tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo nha. Xin chào.